TẠM ứng thiên người giảng lão pháp sư tịnh không tập ba mươi các vị đồng học xin chào mọi người ở câu thứ hai mươi hai căng cô tuất quả Kính lão hoài ấu Ở trong đoạn này Chú giải Trích dẫn Một đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm Trong Kinh Hoa Nghiêm nói nguyện nhất thiết chúng sanh phát bồ đề tâm cụ túc trí huệ vĩnh bảo thọ mạng vô hữu chung tận nguyện nhất thiết chúng sanh cụ túc tu hành ly lão tử pháp nhất thiết tai độc bất hại kỳ mạng Đây là câu thứ hai Câu thứ ba là Nguyện nhất thiết chúng sanh Cụ túc thành tựu Vô bệnh não thân Thọ mạng tự tại Năng tùy Nguyện trụ Câu thứ tư nói Nguyện nhất thiết chúng sanh Đắc bất lão bất bệnh Thường trụ mạng căng Dũng mãnh tinh tấn Nhập Phật trí huệ bốn nguyện này là điều mà tất cả chúng sanh thế gian chúng ta đều niệm niệm mong cầu có thể cầu được hay không đương nhiên là có thể cầu nếu như không cầu được thì phật nhất định là không nói những lời này nếu như phật nói ra những đạo lý này chúng ta không hiểu nói ra phương pháp mà chúng ta không làm được thì cách nói này của phật là không khế cơ gọi là lời nói rỗi hơi làm sao có thể tương ứng với ngũ ngữ Như trong Kinh Kim Cang đã nói Từ đó cho thấy Ở trong Kinh Luận từng câu từng chữ Đều là cái mà Năng lực chúng ta có thể lý giải Có thể thực hiện Đây mới được xem là lời dạy chân thật ở trong câu thứ nhất điểm quan trọng nhất chính là phát tâm bồ đề hay nói cách khác bốn loại nguyện vọng đều là lấy tâm bồ đề làm căn bản không phát tâm bồ đề Chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc Cũng không thể đi được rồi Kinh Vô Lượng Thọ Vì chúng ta khai thị rõ ràng Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Điều kiện quan trọng nhất là Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Là tám chữ này Niệm Phật đường của chúng ta ngày nay 24 giờ không gián đoạn Không phải 7 ngày 70 ngày Mà là trường kỳ Đây là nhất hướng chuyên niệm Đã làm được rồi Nếu như không có phát tâm bồ đề Vẫn là không thể giảng sanh Một ngày 24 giờ không gián đoạn Niệm cả đời cũng không thể giảng sanh Chúng ta không thể trách Phật Phật nói rất rõ ràng Đã nói 8 chữ Bạn mới làm được 4 chữ Làm viên mãn đi nữa Cũng chẳng qua là Được 5 điểm Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn Có thể thấy phát tâm Bồ Đề quan trọng cái gì là tâm bồ đề vậy tâm giác ngộ chân chánh giác ngộ điều gì vậy chân tướng vũ trụ nhân sanh đã minh bạch rồi rõ ràng rồi chân tướng hình dáng ra sao vậy Trên Kinh Kim Cang nói Phàm có gì có tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Đây là chân tướng mà chư Phật Bồ Tát nhìn thấy Nói thô rõ hơn một chút tất cả mọi hiện tượng đều là nghiệp nhân quả báo. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Nhân quả tương tục. Kéo dài không dứt đây là chân tướng sự thật sâu thêm một tầng phật nói với chúng ta tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là cùng chung một thể mạng sống đây là nói đến một tầng sâu hơn đều là nói chân tướng sự thật chân tướng sự thật hiểu rõ rồi đây gọi là tâm bộ đề sau khi hiểu rõ rồi điều quan trọng nhất là giúp mình cầu giải thoát làm sao để thoát khỏi lục đạo luân hồi làm sao để thoát khỏi thập pháp giới giống như chư phật bồ tát vậy sống ở trong pháp giới nhất chân bình đẳng Đây mới là giác ngộ chân chánh. Đây chân thật là Bồ đề. Không những phải giúp bản thân mình, còn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Người giác ngộ ở trong thế gian này các vị phải nên biết Rất là rất giả Không như các bạn tưởng tượng Người giác ngộ thì nhất định rất tự tại Rất vui sướng Sự thật thì quan toàn ngược lại với điều này Người giác ngộ chịu đựng hết tất cả oan uổng Chịu đựng hết tất cả sự lăng nhục Chịu đựng hết tất cả sự dày dò Những oan uổng Lăng nhục dày dò này từ đâu mà có vậy Là từ bên chúng sanh bất giác đưa qua Bạn phải có thể chịu đựng được Không những ở trong Phật Pháp Ở trong Pháp thế gian cũng là như vậy Người tốt bị người ta bắt nạt Lời này chẳng phải thường nói sao Người tốt bị kẻ xấu ức hiếp Người tốt ứng xử thế nào vậy? Người tốt vẫn là làm người tốt Người tốt cam tâm tình nguyện bị ức hiếp Giả lại không oán giận chút nào đó mới gọi là người tốt Người tốt là người sáng suốt Chung sống với những người không sáng suốt này Người tốt còn phải giúp đỡ họ quay đầu Giúp đỡ họ giác ngộ Còn phải chịu đựng sự dày dò của họ Chịu đựng sự đố oan của họ Không phải người giác ngộ chân thật thì không thể làm được rồi chỉ có người giác ngộ thật sự tâm địa chân thành thanh tịnh bình đẳng đại từ đại bi đều bộc lộ ra trong đời sống Người mê hoặc điên đảo Không thể nhìn ra được Ai có thể nhìn ra được vậy Phật Bồ Tát nhìn ra được Phật Bồ Tát an ủi họ Phật Bồ Tát ở trong âm thầm hộ trì họ Tự hành hóa tha Vì tất cả chúng sanh tiêu tai miễn nạn chúng ta phát tâm muốn làm người tốt, người tốt rất vất giả, cụ túc trí huệ, đây là sự thật. người phát bồ đề tâm, trí huệ mới hiện tiền. chúng ta người bình thường muốn phát tâm bồ đề mà không thể phát ra được nguyên nhân là do đâu nghiệp chướng nghiệp đã chướng ngại rồi nghiệp là gì tạo tác tất cả tư duy bất thiện tạo tác bất thiện đó gọi là nghiệp nghiệp đã chướng ngại tâm bồ đề của chúng ta cho nên tâm bồ đề không thể hiện tiền đạo lý là ở chỗ đó chúng ta tạo tất cả thiện nghiệp được hay không thiện nghiệp cũng làm chướng ngại tâm bồ đề Lời này phải nói như thế nào Cái thiện này của bạn không phải chân thiện Cái thiện này của bạn là thiện của thiện ác Thiện của thiện ác thì không được rồi Không giúp ích gì cả Thiện của thiện ác chỉ có thể được Phước báo hữu lậu trong tam giới không thể khai trí huệ Cho nên Phật dạy chúng ta Đoạn ác tu thiện Là ở trong đây Không sang tạp Phân biệt chấp trước Thì đó gọi là chân thiện Phân biệt cái ý của mình Chấp trước cái lợi hại của mình Hay nói cách khác Phải đem tự tư tự lợi Kiến giải chủ trương Thành kiến của chính mình Hết thảy đều buông xả Đoạn ác tu thiện như vậy Là bồ đề tâm tu hành như vậy mới khai trí huệ cụ túc trí huệ trí huệ hiện tiền mới vĩnh bảo thọ mạng các vị phải biết mỗi một chúng sanh chúng ta không những là con người mà mỗi một chúng sanh đều là thọ vô lượng mọi người không nên cho rằng thế giới tây phương cực lạc mới là thọ mạng vô lượng còn chúng ta ở đây thì không có nếu như chúng ta ở nơi này không có thọ mạng vô lượng thì lời phật nói trên kinh là nói không thông rồi là tự mâu thuẫn lẫn nhau rồi phật pháp là pháp bình đẳng thế giới tây phương cực lạc thọ vô lượng còn ở đây đoán mạng Vì là không bình đẳng rồi Đâu thể gọi là Phật Pháp được chứ Cho nên chúng ta với A-di-đà Phật Thế giới Tây Phương cực lạc giống nhau Người nào cũng là thọ mạng vô lượng Chỉ do chúng ta mê hoặc biên đảo Nên không biết Không biết chính mình có tâm Bồ Đề không biết chính mình có vô lượng trí huệ vô lượng thọ mạng cho nên mới gọi là kẻ đáng thương xót vô lượng trí huệ vô lượng thọ mạng do tu mà có phải không không phải mà là tự tánh vốn có đầy đủ những đề hiện nay ở chỗ nào vậy bạn không thể giác ngộ vấn đề là chỗ này vừa giác ngộ vừa quay đầu bạn liền có được ngay thôi ngày nay có biết bao nhiêu người kể cả người mỹ ở trong đó hôm kia vị đồng tu nọ đưa cho tôi xem một tin tức nhà tiên tri của nước mỹ đang giải thích tai nạn của thế giới tôi nhìn thấy cái hình ảnh đó không ít người cũng đang nghe có thể thấy mọi người đều vô cùng quan tâm tai nạn lớn tai nạn của toàn thế giới sắp đến rồi có người nào không sợ hãi đây rốt cuộc là sự tình như thế nào thế gian có một số người thông minh nói thật ra loại người thông minh này rất nhiều mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có thể gặp được ở trong đỉnh nhìn thấy ở trong mộng nhìn thấy Ở trong quá trình tu học nhìn thấy, cũng có người ở trong hoàn cảnh đời sống nhìn thấy. Thế nhưng, đều là biết nó như vậy mà không biết vì sao nó lại như vậy. Cho nên lo lắng sợ hãi mà không thể giải quyết vấn đề. chỉ riêng phật pháp hiểu rõ nhất là phật pháp đại thừa cho nên phật pháp gọi đó là bảo chúng tôi thể nghiệm càng ngày càng sâu sắc thật sự là bảo chỉ có bảo mới có thể giải quyết vấn đề những tai nạn này chỉ là việc vụn vặt tầm thường là chuyện nhỏ nhà phật nói đại tam tai đó mới chân thật là tai nạn lớn nước lửa gió tam tai nó có thể phá tan trời sơ thiền nhĩ thiền tam thiền đó mới là tai nạn lớn cái tai nạn lớn đó ở trong phật pháp cũng không có gì đáng kể hiểu rồi thì sẽ không bị tai nạn Thật sự là thọ vô lượng Người chưa hiểu Họ phải tiếp nhận cái tai nạn này Như là Có sanh tử thọ mạng có dài ngắn những huyễn tướng này tóm lại không thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là chỗ mà đại sư vĩnh gia trong chứng đạo ca đã nói sau khi giác rồi không cả đại thiên phật pháp nhất là phật pháp đại thừa từ đầu đến cuối không có gì khác chính là dạy chúng ta giác ngộ phật pháp dạy học tuy có đến ba cái mục tiêu một cái trong đó là chuyển mê thành ngộ đây là hàng đầu là mục tiêu chủ yếu chỉ cần cái mục tiêu này đạt được rồi có thể nói hai mục tiêu trước và sau còn lại tự nhiên hoàn thành chuyển ác thành thiện chuyển phàm thành thánh đâu thành vấn đề gì nữa chứ mấu chốt là ở chuyển mê thành ngộ Điều này ở trong nhà Phật thường hay nói là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Muôn ngàn lời nói, muôn ngàn kinh luận tóm lại không lìa khỏi cái nguyên tắc này. Cho nên phát tâm Bồ đề vô cùng quan trọng. Tâm Bồ Đề thật sự hiện tiền Thì vô lượng thọ liên đạt được thôi Có nghĩa là sao? Chắc chắn giảng sanh Một niệm, mười niệm, đều có thể giảng sanh. Không phát tâm Bồ đề, một ngày 24 giờ niệm cả đời cũng không thể giảng sanh. Phát tâm Bồ đề một niệm mười niệm đều có thể giảng sanh. Từng câu từng chữ ở trên kinh, ý nghĩa của nó đều phải hiểu cho rõ ràng, đều phải hiểu cho minh bạch. Nguyện thứ hai Nguyện nhất thiết chúng sanh cụ túc tu hành Ly lão tử pháp Nhất thiết tai độc bất hại kỳ mạng Đây chẳng phải điều mà mọi người chúng ta hiện nay cần hay sao Tu cái phương pháp gì có thể lìa được già, lìa được chết vậy? lìa già lìa chết ở trong đây còn có một cái không phải bỏ sót mà là lược bỏ đó là bệnh lìa khỏi già bệnh chết không già không bệnh không chết có ai làm được không người làm được rất nhiều rất nhiều người niệm phật giảng sanh người đang đứng mà đi đang ngồi mà đi khi đi còn chào tư biệt với bạn bè thân thích họ đó không phải là chết họ không có chết giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là đang sống mà giảng sanh cái này các vị nhất định phải rõ ràng đây là pháp không già không bệnh không chết cách tu như thế nào vậy dựa vào kinh vô lượng thọ tu học là thành công ngay nếu bạn muốn dựa vào kinh vô lượng thọ tu hành trước tiên bạn đối với văn tự trong kinh điển phải thông thuộc Học thuộc Cái thứ hai là phải hiểu sâu Cái thứ ba là ứng dụng vào trong đời sống của mình Thì vấn đề này được giải quyết rồi Già bệnh chết đều xa lìa rồi nhất thiết tai độc câu nói này là hoàn toàn nói tình trạng xã hội chúng ta hiện nay tai nạn bệnh độc chữ bệnh độc này chính là ôn dịch bệnh truyền nhiễm đều không thể hại bạn chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh này trước mắt nếu sợ hãi thì không thể giải quyết tìm đủ mọi cách để dự phòng cũng không thể giải quyết không thể đề phòng nổi chỉ có dựa vào thánh giáo dựa vào lời dạy chân thật của phật bồ tát chúng ta mới có thể thoát khỏi những khổ nạn này cho nên phật dạy chúng ta đọc tụng đại thừa đặc biệt là người học giáo chúng ta Người phát tâm hoàn pháp lợi sanh Đọc tụng Đại Thừa là môn học Quan trọng nhất của chúng ta Ở trong đọc tụng bao gồm nghiên cứu thảo luận đồng học các bạn hiện nay ở nơi này tu học loại hoàn cảnh tu học này là nhân duyên hy hữu đứng đầu thế gian các bạn không thể nắm lấy thì lỗi lầm ở các bạn rồi tôi trước đây tu học mười năm ở đại trung Mười năm như một ngày Không hề gián đoạn Nhưng mà hoàn cảnh của chúng tôi so với các bạn Khác nhau như trời với đất vậy Các bạn ở trên trời chúng tôi thì ở dưới đất Tôi ở Đài Trung Có mấy người bạn đồng học Chí đồng đạo hợp Chúng tôi mười năm sống chung với nhau Bảy người bạn học Chúng tôi mỗi tuần chỉ hội tụ một lần Ba tiếng đồng hồ Cùng nhau nghiên cứu thảo luận Bởi vì Mỗi người đều có gia đình Có công việc Không thể hội tụ Mỗi ngày Cho nên nếu như các bạn học tập Giống kiểu như tôi Chỉ ít các bạn Một năm bằng với bảy năm của tôi các bạn hai năm thì bằng giới mười bốn năm của tôi rồi đây là lời nói rất thực tế tôi ở đài trung mười năm các bạn ở nơi đây, đây một năm rưỡi là hoàn thành rồi không thể khéo dụng cái cơ duyên này thế thì thật đáng tiếc không phải không có phước báo mà là đại phước báo nhưng mà khi đại phước báo đến không biết hưởng không biết hưởng phước vẫn ở trong đây sanh phiền não cái này thật đáng tiếc tôi phần trước nói với các bạn Hiếu học tâm thiết Các bạn thiếu bốn chữ này Chân thật đầy đủ Hiếu học tâm thiết Bạn đối với thời gian Từng giây từng phút Đều sẽ không để nó lướt qua Đồng học hội tụ với nhau Từng giây từng phút Đều là nghiên cứu thảo luận Chúng ta học giảng kinh Một người giảng Mấy người còn lại nghe Sau khi nghe xong đưa ra ý kiến Đưa ra phê bình Giúp nhau cải tiến Việc giúp cải tiến này không phải giúp một người Mọi người đều giúp được cả mọi người đều có thể nâng cao cảnh giới đâu có thời gian rảnh rỗi mà khởi vọng tưởng chứ đây mới chân thật là lo cho đạo nhất là các vị từ nơi khác đến đến singapore là làm khách thời gian là quý báu hơn cả đúng như cái mà người hiện nay gọi là cần tranh thủ từng giây từng phút chúng ta mới có thể thành công lớn xây nghiệp lớn cái nghiệp lớn này là gia nghiệp như lai Đâu chỉ có giữ thọ mạng Không bị tai hại mà thôi đâu Hy vọng các đồng học chúng ta Nên thể hội thật sâu nghĩa chân thật của như lai cần mẫn nỗ lực y giáo tu hành tự lợi lợi tha thì đời này chúng ta không có uổng phí rồi sống có ý nghĩa có giá trị các vị đồng học, hôm qua chúng ta ở trong cảm ứng thiên vựng biên, xem thấy ngài trích dẫn bốn nguyện nói trong kinh Hoa nghiêm. nguyện thứ nhất nguyện nhất thiết chúng sanh phá bồ đề tâm cụ túc trí huệ vĩnh bảo thọ mạng vô hữu chung tận nguyện thứ hai cụ túc tu hành ly lão tử pháp nhất thiết tai độc bất hại kỳ mạng hai điều này đã giới thiệu rồi phía sau còn có hai nguyện nguyện nhất thiết chúng sanh cụ túc thành tựu vô bệnh não thân thọ mạng tự tại năng tùy ý trụ nguyện thứ tư là nguyện nhất thiết chúng sanh đắc bất lão bất bệnh thường trụ mạng căng dũng mãnh tinh tấn ngập phật trí huệ chúng ta hôm nay tiếp tục xem hai nguyện phía sau bốn nguyện này chúng tôi đã từng nói đó là điều mà tất cả chúng sanh mong cầu vấn đề là có thể cầu được hay không nhà phật có một câu nói ở trong cửa phật có cầu tất ứng nếu như bốn nguyện này không thể cầu được thì câu nói ở trong cửa phật có cầu tất ứng đã có vấn đề rồi Đó là lời hư dối, không phải là lời chân thật. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có vọng ngữ. Từng câu nói nói ra đều là lời chân thật. Vấn đề ở chỗ là chúng ta cầu mà không được cái thế gian này trong bác khổ có cầu bất đắc khổ khổ vì cầu không được vì sao cầu không được vậy không hiểu rõ chân tướng sự thật cái mà bạn cầu không hợp lý không hợp pháp không thuận pháp tánh cho nên bạn cầu mới không đạt được cầu trái với nguyện nếu như thật sự là như lý như pháp thì không có gì mà không cầu được cầu làm phật còn có thể cầu được bốn nguyện này nếu đem so sánh với thành phật thì cái này quá nhỏ rồi chỉ là chuyện nhỏ Cho nên quả thật đúng là Có thể cầu được Hôm qua chúng tôi cũng đã nói Nguyên tắc cơ bản Của mong cầu là phát tâm Bồ Đề Chỉ cần tâm Bồ Đề phát rồi Thì bốn nguyện này Thì có cầu tất có ứng nếu như tâm Bồ đề không phát ra được thì bốn nguyện này sẽ rất khó cầu được. Cho nên phát tâm Bồ đề quan trọng. Kinh vô lượng thọ các vị thường hai niệm điều mà trong Tam bối giảng sanh nói là thượng trung hạ tam bối. Đoạn sau cùng Là nói người tu học pháp môn khác Cũng phát nguyện hồi hướng Cầu sanh tịnh độ Bốn loại lớn này Phật dạy cho chúng ta Tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm Đây là tổng nguyên tắc Có thể giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc hay không? Tâm hạnh của chúng ta Nếu tương ưng với tám chữ này Thì bạn chắc chắn nắm Phật giảng sanh Nếu trái ngược lại với tám chữ này Thì không thể giảng sanh rồi ở niệm Phật đường, niệm Phật Chúng ta hiện nay niệm Phật đường này Là 24 giờ không gián đoạn Quanh năm suốt tháng không gián đoạn Đã làm được nhất hướng chuyên niệm Có thể giảng sanh hay không Còn xem họ có phát tâm Bồ Đề hay không Nếu như không phát tâm Bồ Đề Vẫn là không thể giảng sanh Một ngày 24 giờ niệm Phật Cũng không thể giảng sanh Đây là điều chúng ta nhất định phải biết Bởi vì bạn chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm Bạn chưa có phát bộ đề tâm Cho nên phát bộ đề tâm là vô cùng vô cùng quan trọng Phát bộ đề tâm Là nhân chân thật của giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Nhất hướng chuyên niệm là duyên nhân duyên đầy đủ bạn chắc chắn được sanh tịnh độ cái đạo lý này chân tướng sự thật này chúng ta đều phải làm cho rõ ràng làm cho minh bạch không được hiểu sai đi ý của phật tâm bồ đề là tâm giác ngộ chân thật tâm giác ngộ triệt để tâm giác ngộ hình thức ra sao vậy chúng ta nói đơn giản nhất chúng ta tự mình có thể thể hội có thể thực hiện khởi tâm động niệm thuận theo lời dạy của phật đà không thuận theo ý của chính mình đem ý của chính mình buông xả tất cả nương theo lời dạy của phật đây chính là hình mẫu của tâm bồ đề Phật Bồ Tát ở trên kinh luận dạy chúng ta làm Chúng ta chăm chỉ mà làm Vậy chúng ta không nên làm Chúng ta ngay cả ý nghĩ cũng không được phép sanh khởi Đây là hình mẫu của tâm Bồ Đề Tối hôm qua Chúng ta xem thấy Nguyện thứ 13 ở trên Kinh Vô Lượng Thọ Nguyện Quang Minh Vô Lượng Chúng tôi cũng giảng tương đối cặn kẽ Nói thật ra Chúng tôi vẫn là do ảnh hưởng bởi tiến độ nên không thể giảng nhiều hơn kinh văn từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa chúng ta cần thể hội cho được phải biết học tập như thế nào thiện pháp nhất định phải tu tu thiện Thiện pháp viên mãn nhất Là giảng sanh tịnh độ Thật sự mong cầu giảng sanh tịnh độ Nhất định phải đem tất cả mọi chướng ngại giảng sanh tịnh độ buông xả xuống mang theo nghiệp mà giảng sanh nhưng không phải nói đem theo những chướng ngại này mà bạn có thể giảng sanh đó là điều không thể rồi đại đức xưa nói với chúng ta rất rõ ràng chỉ có thể mang theo nghiệp cũ không thể mang theo nghiệp hiện hành nghiệp đã tạo trước khi chưa học phật bản thân ngu muội vô tri sau khi học phật lại còn tạo nghiệp tiếp thì không còn cách nào mang theo được rồi sau khi học phật phải nghe lời phật sửa chữa lỗi lầm tất cả vì phật pháp có thể trụ dài lâu ở thế gian câu thường nói là chánh pháp cửu trụ vì muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ lìa khổ được vui cho nên triệt ngộ cứu cánh là phát nguyện cầu sanh tịnh độ đây là giác ngộ triệt để đích thực rồi giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc là chân thật là lìa khổ được vui cây khổ của tam giới thập pháp giới hết thảy đều lìa rồi được là cứu cánh đây là chỗ mà thế tồn di đà tất cả chư phật ở trên kinh luận chỉ dạy chúng ta nếu như chúng ta có thể thể hội được nỗi khổ tâm mà phật bồ tát chỉ dạy thật sự hiểu rõ rồi y giáo phụng hành thì bốn nguyện này không khó nữa nguyện thứ ba nói không phải nguyện phật bồ tát là nguyện tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó cụ túc thành tựu vô bệnh não thân chúng ta hiện nay thân thể không tốt có bệnh có phiền não làm sao có thể làm được ở trong cả đời này không có bệnh đau không có phiền não Thọ mạng tự tại Năng tùy ý trụ Tùy ý trụ chính là bạn ở trong thế gian này Muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu Thọ mạng tự tại Muốn đi thì đi Muốn ở thì ở Có thể làm được không? Có thể được Chúng ta ở trong cao tăng truyện Ở trong cư sĩ truyện Ở trong thiện nữ nhân truyện Thật sự nhìn thấy Họ thọ mạng hết rồi Họ vẫn không muốn đi Vẫn muốn trụ thêm mấy năm Vì chúng sanh Làm thêm một chút việc Được, không có vấn đề gì pháp sư giao quan người chú giải chánh mạch kinh lăng nghiêm khi thọ mạng hết rồi a di đà phật đến tiếp dẫn ngài ngài đã xin phép với a di đà phật ngài nói hy vọng được ở lại thế gian này thêm mấy năm nữa vì kinh lăng nghiêm từ xưa đến nay chú giải đều không viên mãn ngài muốn làm chú giải lại cho kinh lăng nghiêm sau khi làm xong rồi sẽ giảng sanh a di đà Phật liền đồng ý Phật liền đi ngay Ngay thì ở lại Làm một bộ chú giải cho Kinh Lăng Nghiêm Điều này chứng minh là thỏa mãn tùy ý Người có loại công phu này không chỉ có một mình pháp sư giao quan trong lịch sử bất luận tại gia xuất gia có rất nhiều người đã như vậy nhưng mà người như thế trụ ở thế gian này họ thật ra chỉ có một việc là như vậy là giúp chánh pháp trụ lâu như giao quan Pháp Sư Chính là giúp chánh Pháp được trụ lâu Rộng độ chúng sanh Dùng cách nói hiện nay để nói Vì tất cả chúng sanh phục vụ Họ không phải vì chính mình Họ không có chính mình trong đó Cho nên họ có thể cụ túc thành tựu vô bệnh vô não từ đó cho thấy đau bệnh phiền não đều là do bản thân chúng ta có tư tâm mới có có ngã chập trước cái thân này là ta Chấp trước vọng tưởng phân biệt của chính mình là ta Khởi tâm động niệm ta phải thế này thế nọ Ý của ta là thế nọ thế kia Ta cho rằng như thế nọ như thế kia Bạn có cái ta Thì bạn sẽ có bệnh Bạn sẽ có phiền não Bạn sẽ có đau khổ Phật Pháp tu hành Bớt luôn là Pháp môn nào bất luôn là Tông Phái nào Tổng cương lĩnh trong Kinh Kim Cang nói rất hay Nếu Bồ Tát Có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Tức không phải Bồ Tát Thế nào gọi là Bồ Tát vậy? Bồ Tát là người sáng suốt, là người tu hành không sáng suốt thì là mê hoặc điên đảo không tu hành thì tạo nghiệp cổ thánh tiên hiền làm ra tấm gương bồ tát cho chúng ta thấy người xuất gia thời cận đại có lão hòa thượng hư văn của tông môn, Ấn quan đại sư của tịnh độ tông, các ngài làm ra tấm gương để cho chúng ta thấy tấm gương gì vậy? Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Ban tỉ mỹ mà quan sát, các ngài trang đầy trí huệ. Cư sĩ tại gia Người thị hiện tướng Bồ Tát Cũng không ít Cư sĩ Giang Dị Nông Chú Giải Kinh Kim Cang Giả Nghĩa Những nhân vật hàng đầu này ở đài loan chính mắt chúng tôi nhìn thấy lão cư sĩ lý bỉnh nam đều là thị hiện một cái hình mẫu tốt của người tu hành sáng suốt các ngài trụ thế chỉ có một mục tiêu đơn giản là giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ cả đời chỉ làm mỗi một việc như vậy cho nên chân thật là hiệp trợ chánh pháp được trụ dài lâu ở thế gian không có một mảy may tư tâm không hề có mảy may tự lợi đó là hạnh bồ tát chân thật chúng ta ở chỗ này xem thấy với điều mà trên kinh này nói là tương ưng tại vì sao họ không trụ thêm mấy năm vậy người sáng suốt người tu hành sống ở thế gian này không phải là ý của mình hoàn toàn là do duyên phận có duyên thì ở thêm một thời gian nữa không có duyên liền đi ngay <laughs> duyên là gì duyên là chúng sanh có mong muốn học với họ hay không có người học với họ thì họ phải trụ thế ở trong cửa phật không bỏ một ai không có người học với họ thì trụ thế là không cần thiết họ liền đi ngay có lẽ bạn sẽ nói người muốn học với họ có rất nhiều nhìn từ bên ngoài thì không sai là có rất nhiều nhưng có người nào chân thật học với họ hay không Người bằng mặt không bằng lòng rất nhiều Những người đó không tính Người mà dễ bề ngoài giống như học tập Bồ Tát Học tập thiện tri thức Trên thực tế Khởi tâm động niệm hành vi tạo tác Lại hoàn toàn trái ngược lại với điều mà thiện tri thức Phật Bồ Tát chỉ dạy Cho nên những gì ấy không cần thiết phải trụ thế thêm nữa Thích Cà Mâu Ni Phật năm xưa trụ thế Thị hiện nhập bát Niết Bàn Cũng là sự việc như vậy Phật nói rất hay Người cần được độ Đều đã được độ người chưa được độ thì xem nhân duyên từ đây vì sao duyên hiện nay chưa chín mùi nên ngài liền đi ngay phật bồ tát trụ thế hay không thời gian trụ thế dài hay ngắn đều xem thái độ học tập của chúng ta có nghiêm túc hay không cho nên chúng ta tự mình phải suy nghĩ chúng ta là được phật bồ tát chọn rồi hay là bị phật bồ tát bỏ rơi tôi nói lời này thật hơi khó nghe bản thân chúng ta không chịu học tập thì phật bồ tát cũng đành hết cách đối với chúng ta nhất là xã hội hiện nay dân chủ tự do mở cửa ai cũng không thể can thiệp ai vào thời xưa cha mẹ thầy cô có thể gò ép con cái hiện nay không được rồi hiện nay gò ép là phạm pháp cho nên phật bồ tát trụ thế là có thời tiết nhân duyên như vậy chúng ta nhất định phải hiểu rõ phải sáng tỏ cho nên y giáo phụng hành quả thật đúng là có thể được vô bệnh vô não bởi vì bệnh sanh ra từ đâu vậy chúng ta hiện nay biết bạn nhiễm phải virus nhưng mà mọi người không biết virus nguy hiểm nhất là tam độc tham sân si mà nhà phật đã nói bên trong chúng ta có tham sân si mới bị nhiễm phải virus bên ngoài bên trong không có tham sân si dù bên ngoài virus có như thế nào Bạn cũng không bị cảm nhiễm Hiện nay trong y học gọi là khả năng miễn dịch Hệ thống miễn dịch Nhà Phật nói miễn dịch chân thật là Đoạn tham sân si Tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác Đây chân thật là có thể miễn dịch Tâm địa đại từ đại bi Có thể giải độc Cho nên quả thật là Có thể thành tựu Vô bệnh vô não Thọ mạng tự tại Nguyện phía dưới nói Nguyện nhất thiết chúng sanh đắc bất lão bất bệnh. Làm sao có thể được? Không già. Đây cũng là điều mà mọi người mong cầu, đều hy vọng mãi mãi thanh xuân. Làm thế nào để có thể không già? con người dường như đều sẽ già chúng ta nên biết nguyên nhân của già ở chỗ nào vậy là phân biệt chấp trước bạn có chấp trước bạn sẽ sanh bệnh bạn có phân biệt bạn sẽ bị già yếu đối với tất cả pháp thế gian tất cả pháp thế xuất thế gian Quyết định không có phân biệt Không có chấp trước Bạn sẽ không bị bệnh Bạn cũng sẽ không bị già yếu Chỉ ít hiện tượng già yếu Sẽ chậm lại Cũng chính là chúng ta nói Lão hóa rất chậm Người phân biệt chấp trước nghiêm trọng thì lão hóa rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Nếu như hoàn toàn không có phân biệt chấp trước thì cái lão hóa này sẽ chấm dứt, thật vậy sẽ không lão hóa nữa. Hiện tượng lão hóa và yếu còn không có thì họ làm sao sanh bệnh được chứ? nguồn gốc của bị bệnh có ba loại một loại là trên sinh lý thường gọi là bệnh từ miệng vào bạn ăn uống không cẩn thận mặc y phục không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn là bệnh tật trên sinh lý loại thứ hai là bệnh oan nghiệp Phần lớn là sát sanh hại mạng Những oan hồn này tìm bạn Để trả thù bạn Oan quỷ nhập thân Đều là oan gia đối đầu của bạn Loại bệnh này Nhất định phải hòa giải Đối phương đồng ý sự hòa giải của bạn Họ thoát ra rồi thì bệnh của bạn sẽ khỏi. Tam Muội thủy sám quốc sư ngộ đạt bị mục nhọt mặt người là thuộc vào loại này. Loại thứ ba tương đối phiền phức bệnh túc nghiệp trong đời quá khứ hoặc giả trong đời hiện tại tạo tác tội nghiệp quá nhiều rồi. Cho nên cái bệnh này của họ không phải do ăn uống mà bị nhiễm phải cũng không phải oan gia đối đầu là quả báo tạo tác tội nghiệp của mình loại quả báo này nếu dùng cách nói hiện nay để nói thông thường gọi là chứng xa xúc trí huệ người già là thuộc vào loại này chúng tôi đã thấy rất nhiều phần lớn đều là gia đình giàu có trong xã hội có địa vị có của cải bị chứng bệnh này muốn sống không được muốn chết cũng không xong hơi thở của họ không dứt cần nhiều người đến chăm sóc họ đó là phước báo của họ họ nằm ở trên giường mà hưởng phước thậm chí là ngay cả con cái của mình họ cũng không nhận ra hơi thở thì không dứt chúng ta chỉ nhìn thấy liền biết đây là bệnh nghiệp chướng có cứu được hay không cứu được sám hối sám trừ nghiệp chướng cái bệnh này sẽ khỏi thôi nhưng mà họ không tin họ không biết sám hối Người nhà cũng không hiểu rõ cái đạo lý này Không thể giúp được Hiểu rõ được những đạo lý này Thì tiêu trừ nghiệp chướng Không kết oán thù với chúng sanh Đời sống sinh hoạt Chú trọng vệ sinh Thì có thể không già Không bệnh Bạn có thân thể khỏe mạnh bạn mới có năng lực đi lo cho đạo dũng mãnh tinh tấn thể lực suy yếu muốn tinh tấn thì cũng không được rồi đến lúc đó là chậm rồi cho nên từ xưa đến nay giai đoạn tu hành công phu đắc lực nhất là lúc nào chị là khi còn trẻ khỏe Chúng ta thấy lục tổ Đạt Kinh Đại sư Huệ Năng Đắc Đạo lúc 24 tuổi Cái có được là thế lực vào niệm Phật đường niệm bảy ngày bảy đêm Mà như chẳng có việc gì Do có thế lực Và bảy tám mươi tuổi vào niệm Phật đường Mấy giờ đã không xong rồi Là chịu không nổi muốn tinh tấn cũng vô phương những đạo lý này chúng ta đều phải biết sau đó mới biết cần phải tu học như thế nào làm như thế nào trên kinh hoa nghiêm nói bốn nguyện này chúng ta thấy đều có thể đạt được chắc chắn không phải lời giả dối không phải là vọng ngữ được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bộ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước